Hello, dạ Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là bún cá hột thịt lộn. Bây giờ Ngọc mời cả nhà ăn với Ngọc món bún cá hột thịt lộn này nha. Đây là cái món ăn ở quê hương An Giang nha cả nhà. Rất là nhiều luôn, một cái tô to đùng luôn nè đấy. Trộn lên nha cả nhà. Rất là ngon. Giờ trước tiên Ngọc mời cả nhà cái trứng lộn nha. Đây cái trứng lộn. Chấm vô mắm me. Ngon. Rất là ngon luôn. Ngọc để ở ngoài khi con cá còn một ít thì Ngọc rửa thịt bỏ vô tô. Chứ để không hết cả nhà ơi. Ngon. Ngon. Lâu lắm rồi mới ăn lại. Ngon lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Bún cá hột thịt lộn rất là ngon. Ngon.
Rất là ngon ha. Chấm bún me. Món này không được thiếu rau răm. Một ngon. Cay quá. Chan cái mắm me lên thịt con cá ăn chua chua và ngọt cay cay ngon cực kỳ luôn cả nhà ơi. Ngon. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.